Tìm tôi sao? Anh chính là bậc thầy chia tay Mai Diễn Quý. Xin lỗi em trai, tôi không tiện để ký tên đâu. Tôi là bậc thầy tái hợp. Tôi thừa nhận làm ứng dụng thử nghiệm tình cảm là có ý tưởng từ anh. Tôi không đồng quan điểm với anh. Tôi nhất định sẽ lật đổ anh. Được, ta cược một ván, ai thua phải thực hiện một nguyện vọng của đối phương. Cược cái gì? Vừa nãy khi cậu theo dõi tôi, có một người đi lướt qua vai cậu. Trên người anh ta có mấy cái khuyên. Mười bốn cái, mười lăm cái. Trong túi của anh ta có một cái khóa chìm. Hàng ghế VIP có bao nhiêu người? Mười người. Sai. 11 người. Trong đó có một người là thai phụ. Trên núi có bao nhiêu cây tùng? Bảy mươi sáu cây. Tôi thua rồi. Thua thì phải chịu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không phải là bậc thầy chia tay nữa. Hài lòng chưa, Lý Đoạn? Tôi vẫn luôn để ý đến cậu. Bất kể là chia tay hay tái hợp, có gì khác biệt chứ? Không phải đều giải quyết vấn đề tình cảm giúp nhau sao? Trong số những nhóm bắt chước tôi, cậu là giống tôi nhất đó. Cố lên. À phải rồi, là 75 cây. Cây thứ năm bên phải là cây thông.